Hoa hậu Hương Giang lần đầu hé lộ lý do không muốn hẹn hò, bật mí thu nhập khủng. Đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang đã tận dụng tất cả mọi cơ hội và có một năm làm việc hết công suất cho cả nhiệm kỳ Miss International Queen lẫn sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, cuộc sống của cô nàng được mệnh danh là tắc kè hoa của showbiz Việt vẫn dậm chân tại chỗ về chuyện tình duyên. Mặc cho cộng đồng phơi con, trông ngóng, thậm chí là lo lắng, Hương Giang vẫn đầy kiên quyết khi nghĩ đến chuyện tình yêu và lập gia đình. Khi được gợi ý dùng một từ để nói về chuyện tình duyên trong năm 2018, Hương Giang hớm hỉnh ví von tình trạng yêu đương của bản thân dậm chân tại chỗ. Đã nhiều năm qua, cô nàng tập trung vào sự nghiệp và hoàn toàn không công khai người yêu. Một năm nhiệm kỳ Miss International Queen càng bận rộn với Hương Giang gấp nhiều lần, dù chỉ hình ảnh Hương Giang sánh đôi bên cạnh bạn diễn Jack Chu trong MV Anh đang ở đâu đấy anh, hay ấp mở tìm bạn trai trong show thực tế, đều khiến cộng đồng fan khắp khởi chúc phúc. Lý do Hương Giang đưa ra chính là do sự khó tính trong chuyện tình cảm đã khiến cô nàng dù thăng tiến trong sự nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ về tình yêu. Không hề có gì nổi trội, đặc biệt hay có gì bứt phá cả. Giang tự nhận mình là người rất khó yêu, khó tính trong chuyện tình cảm. Giang không phải kiểu người dễ để có một người yêu đâu. Mình có nhiều quan điểm rất cứng rắn trong chuyện tình yêu. Ở bên cạnh mình sẽ là áp lực lớn cho người đàn ông ấy. Với một năm bận rộn như năm 2018, tất nhiên là dậm chân tại chỗ rồi, Hương Giang chia sẻ. Trở thành Hoa hậu quốc tế và là nghệ sĩ thu hút nhất trong hàng loạt show thực tế, Hương Giang không phủ nhận việc thu nhập trong năm 2018 của cô nàng có bước tiến đáng kể. Tuy vậy, chủ nhân vương miện Miss International Queen khiêm tốn cho biết ngân sách ở mức đủ ăn đủ tiêu và vừa đủ để có một cuộc sống thoải mái. Hương Giang cho biết, đủ ăn đủ tiêu vì năm nay sự nghiệp thăng tiến, kinh tế cũng tăng lên. Sau nhiều năm tự lập, năm nay là năm dễ thương dễ thở nhất. Giang có thể vui vẻ với cuộc sống như mua sắm món đồ mình thích, chăm chút cho không gian riêng cũng như tất cả mọi thứ. Những thành công trong năm 2018 cũng là một áp lực đối với Hương Giang trong năm 2019. Sau khi trao vương miện cho người kế vị tại Miss International Queen 2019 vào tháng 3 tới, cô nàng sẽ quay trở lại với đường đua âm nhạc bằng MV Anh đang ở đâu đấy anh phần 2. Tuy vậy, Hương Giang hứa hẹn vẫn hoạt động với vai trò Hoa hậu chuyển giới quốc tế để luôn đóng góp sức mình cho cộng đồng LGBT Việt Nam. Phản ứng của cộng đồng mạng khi Hương Giang từ chối lời cầu hôn của hot boy độc thân để chọn nhầm người có chủ. Vào ngày 25 tháng 1, tập cuối cùng của chương trình Người ấy là ai mùa 1 vừa lên sóng, cũng chính là tập được chờ đợi nhất từ trước đến giờ khi nữ chính lần này chính là Hương Giang. Ở phần 2 của tập cuối Người ấy là ai, mùa đầu tiên với nữ chính là Hoa hậu Hương Giang được mở màn với sự chia tay của chàng tay độc thân. Sau đó cô phải đứng giữa ba sự lựa chọn gồm Danh Ngọc, Huy Trần và Khánh Ngô. Trong vòng lựa chọn cuối cùng, Hương Giang chia sẻ mình từng yêu một chàng trai Việt Kiều và lần này vẫn vậy. Dù biết Khánh Ngô còn độc thân và cơ hội chọn Huy Trần sẽ sai, nhưng Hương Giang vẫn bất chấp. Dù không được chọn nhưng Khánh Ngô vẫn tiến về phía Hương Giang, quỳ gói và trao nhẫn cầu hôn cho người mình yêu thầm một năm nay. Khánh Ngô cũng tâm sự khi Trấn Thành hỏi. Chính xác là một năm, vì trước đây em đã biết Giang. Trước đó em chưa từng quen ai như vậy, nên bây giờ em muốn bứt phá vì em có cảm xúc với Giang. Dù từ chối Khánh Ngô, cuối cùng gạt qua mọi khó xử, Hương Giang quyết định trao cho anh cái ôm đầy ấm áp. Thế nhưng sau khi chương trình này kết thúc, trên trang cá nhân của Hương Giang đã nhận nhiều bình luận cũng như chia sẻ của cư dân mạng để tỏ ra điều tiếc nuối, trách thầm cũng như mong Hương Giang cho Khánh Ngô cơ hội. Có thể nói điều mà cư dân mạng mong muốn kết thúc show hẹn hò chính là Hương Giang và Khánh Ngô phải là một cặp. Tuy nhiên, điều đó lại không thể xảy ra. Diễn viên Hải Anh Đức cũng lầy lội bình luận vì sau khi chương trình, Hương Giang vẫn ế cùng hội với anh. Khá nhiều bình luận của cư dân mạng tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi Hương Giang không chọn chàng độc thân Khánh Ngô. Nhiều bình luận để lại của cộng đồng mạng như giận chị Giang ghê đó, làm buồn Khánh của tôi. Em đã khóc, giờ em vẫn còn xúc động bởi câu nói của anh Khánh Ngô. Xem mà muốn khóc luôn ý, em mong chị cho anh Khánh cơ hội. Em cảm thấy tình cảm của anh Khánh dành cho chị là thật lòng đấy ạ. Rất nhiều bình luận mà fan đã để lại với nội dung tương tự. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn gửi lời động viên đến Khánh Ngô sau màn tỏ tình thất bại với Hương Giang. Trước đó Hương Giang cũng đã tâm sự, một năm qua chưa bao giờ Giang cảm nhận được, nhưng hôm nay Giang muốn lắng nghe những điều mình muốn. Nói như vậy không phải là Khánh Ngô không có cơ hội, nhưng ngay từ thời điểm này, Khánh chỉ là chưa phải điều Giang đang đi tìm.
Dù chưa tìm được một nửa, nhưng người hâm mộ chắc chắn với cá tính mạnh mẽ, sự thông minh khéo léo của Hương Giang, cô sẽ sớm tìm được người đàn ông của mình. Hoa hậu Hương Giang chính thức lên tiếng sau khi từ chối lời cầu hôn của Mỹ Nam yêu thầm một năm. Vào tối ngày hôm qua, khán giả đã đứng ngồi không yên trước ánh mắt màn cầu hôn cực kỳ chân thành của Khánh Ngô dành cho Hương Giang tại tập đặc biệt ở chương trình Người ấy là ai. Theo đó, anh từng là bạn cũ của Hoa hậu và đã có lần sang nhà nấu cho cô ăn. Ngày hôm nay anh đến với show truyền hình này vì muốn chinh phục trái tim của người đẹp. Tuy nhiên, một cái kết đau lòng chính là khoảnh khắc Hương Giang từ chối lời cầu hôn của anh ngay trên sân khấu. Dù giây phút này khiến nhiều người rơi nước mắt, nhưng cô chẳng thể làm cách nào khác. Sau khi chương trình phát sóng, Hoa hậu chuyển giới đã chính thức gửi lời xin lỗi đến anh. Cụ thể, cô chia sẻ, 227.000 người xem trực tiếp, có lẽ đều là những người mong Hương Giang được hạnh phúc. Chắc là mọi người thất vọng rồi, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Xin lỗi Khánh Ngô, quá bất ngờ với Giang khi Khánh xuất hiện ở đây. Chúng ta đang là bạn và đã luôn là bạn. Điều Khánh nói ngày hôm nay thực sự là quá sức tưởng tượng của Giang. Sẽ rất khó cho Giang để tiếp nhận ngay chuyện đó. Và càng khó hơn nữa nếu như Giang nhận lời. Vì nếu bản thân Giang còn chưa kịp điều khiển cảm xúc của mình, Giang không thể cho Khánh cơ hội, vì như thế là gieo cho Khánh hy vọng. Một hy vọng mà Giang không chắc chắn có tốt cho Khánh hay không. Xin lỗi Khánh rất nhiều, nhưng Giang tin sau chương trình này, Khánh sẽ được bù đắp bởi tình yêu thương của mọi người thay cho Giang Khánh nhé. Khi Khánh Ngô xuất hiện có nghĩa là người độc thân thứ ba đã xuất hiện, đồng nghĩa Huy Trần là người đã có chủ. Không phải Giang không nhận ra, mà chỉ là không thể say yes với Khánh, nên Giang vẫn phải giữ lại sự lựa chọn của mình. Đến một ngày, Khánh sẽ hiểu. Huy Trần, Danh Ngọc và George đều rất dễ thương. Mọi người vẫn liên lạc với Giang qua Instagram. Cảm ơn các bạn đã đến vì Hương Giang. Thôi thì I'm going solo vẫn thế. Và thôi thì hãy tin dù bạn là ai, đâu đó vẫn có người yêu thương và quan tâm bạn. Hãy tin là luôn có người vì chúng ta mà bứt phá. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Thu Phương, anh Bùi Đại Nghĩa, Miu Lê, BB Trần. Và đặc biệt là hai người anh đã rơi nước mắt vì lo lắng cho em, Trấn Thành, anh Đức. Tạm biệt người ấy là ai mùa 1, Good Memories. Khánh Ngô thừa nhận với Trấn Thành rằng anh đã yêu thầm Hương Giang suốt một năm qua. Em vẫn đấu tranh cho suy nghĩ của em từng ngày. Hương Giang lên một tầm cao khác, nhưng em vẫn nuôi cảm xúc đó trong em. Em không quan trọng xác suất thành công bao nhiêu, em chỉ muốn cho Giang thấy em đến đây vì Giang. Tuy nhiên cả hai đã không có cái kết như ý muốn. Thành công trong công việc, nhiều khán giả lo lắng cũng như mong muốn Hương Giang sẽ có thêm một chuyện tình trọn vẹn. Tuy nhiên cô vẫn chưa tìm được người đàn ông cho mình và hy vọng sẽ sớm có thêm một màn cầu hôn đầy cảm xúc, một cái kết đẹp cho cô nàng trong thời gian tới. Sau tất cả, Hoa hậu Hương Giang tuyên bố điều này liên quan đến tình cũ Chris Lai khiến fan ngỡ ngàng. Vào chiều ngày 30 tháng 12, Hương Giang tổ chức buổi offline ấm cúng với người hâm mộ Hà Nội nhân sinh nhật 27 tuổi. Đây cũng là dịp để cô gửi lời cảm ơn đến fan đã luôn ủng hộ cô trong suốt một năm qua, từ khi cô đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 cho đến sản phẩm âm nhạc mới đây cô phát hành. Trước thắc mắc về mối quan hệ với bạn trai cũ Chris Lai khi anh xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật vào tối 29 tháng 12, người đẹp khẳng định cả hai chỉ là bạn bè chứ không hề có chuyện nối lại tình xưa. Hương Giang cho biết dù đã chia tay, Chris Lai luôn theo dõi các hoạt động của cô và thi thoảng gửi lời động viên, cả hai duy trì tình bạn đẹp. Hoa hậu chuyển giới không nói rõ hiện tại cô có bạn trai mới hay chưa, mà chỉ tiết lộ cô để cảm xúc diễn ra một cách tự nhiên, chứ không nghĩ đến tương lai lâu dài. Cô cho rằng người đàn ông nào quyết định gắn bó với cô phải là người mạnh mẽ, dám vượt qua định kiến, áp lực của gia đình, bạn bè và xã hội. Bố mẹ của Hương Giang cũng có mặt tại buổi gặp gỡ chiều qua. Cả hai luôn chăm chú theo dõi con gái với ánh mắt tự hào và nụ cười ấm áp. Các fan của người đẹp rất hạnh phúc khi được ngồi cạnh trò chuyện và ôm cô để bày tỏ tình cảm. Một năm qua, Hương Giang tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ game show, ca hát đến các vấn đề cộng đồng. Cô cho rằng vương miện Hoa hậu chuyển giới 2018 đã giúp cho sự nghiệp của cô bước sang một trang mới. Công chúng cũng dành cho cô nhiều thiện cảm hơn so với thời điểm cô còn là ca sĩ. Hiện tại, Hương Giang tập trung tổ chức cuộc thi The Tiffany Việt Nam để tìm kiếm gương mặt đại diện cho Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới 2019. Cô cũng ấp ủ sản phẩm âm nhạc mới. Người hâm mộ thủ đô chuẩn bị bánh, quà tặng sinh nhật cho Hương Giang vào chiều qua.